Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Easy đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Call of Duty Mobile nhé. Và hôm nay mình sẽ đấu cùng fan anh em ạ trong chế độ Battle Royale. Đây. Không phải ạ, đây là khu gì quyết đấu Summit. Đây mình đối đầu với bạn nào đây? Buron gáy to. Ấy à, toàn tinh anh cả. Ok boys. Hôm nay sẽ đấu với fan nha anh em. Thì ngày nào mình sẽ đấu với fan anh em, cứ căn tầm khoảng 9-10 giờ sáng là mình vào mình hay chơi tầm đấy. Hoặc là tối thì anh em có thể chơi cùng mình. Nếu có thể lên TV, hôm nay bạn này may mắn nó có thể lên TV này. Rồi ok và let's go nào, cố gắng hết sức nha anh em. Rồi lên nào, let's go. Đi nào các bạn ơi. Chưa được. Súng của mình đây. Ok, chưa có súng máy này. Không biết là có ngon không, chưa biết dùng thế nào. À thì sẽ dùng súng máy thử xem. Hết đạn xuống kia dùng súng máy nhỉ. Súng máy đây nha. Let's go. Toàn tinh anh cả. Mình lên tinh anh rồi anh em ạ. Cốc độ tinh anh. Ít sời. Đi hỗ trợ bạn này cái. Đây mình đi được hẳn một đường riêng của mình đi anh em. Hello, ở đây có ai không? Một bé rồi. Nhờ mấy anh à. Được. Hello. Không có ai đây luôn. 3-1 hiện tại đang dẫn 3-1, tỷ số đang là 3-1, đang khá là cần. Một bé đây. Ui giời, hay. Ôi giời ơi, what the fuck. Hai thằng luôn ạ. Ok. Lên nào, quay trở lại với cái khu vực cũ nào. Đây là đâu, nhìn lạ quá. Thật sự quay chỗ quay rồi. Hay. Anh em hay lắm, bản tốt lắm. Hạ xong bọn nó rồi. Chốn nó chơi rồi. Ok. Ở đâu nhỉ? Cẩn thận thôi, từ từ thôi. Không biết là chỗ nào luôn. Thật ra không biết chỗ nào luôn. Để mà bắn luôn đấy. Hello. Bên kia chết này. Bên này chết này anh em. Úi xồi ôi, bắn hay thế nhờ. Kinh thật. Súng ngầm bắn tốt ghê. Phải nói như vậy. Đây là đâu đây? Mình đi cùng anh em ấy anh em ơi. Không là sẽ thua đấy. Mình 27 nhé. Bắn cẩn thận vào không. Súng kia chưa sử dụng được. Súng súng 6 nòng. Ui trong này. Nó đâu nhờ. Quay lại đây. Mình nghĩ nó ở đây. Mình nghĩ nó đâu đó quanh đây. Ui giật hết cả mình. Thế cả mình nè. Không phải đây à? Bên này có ai không? Hello. Bên này quân mình rồi. Đang chiếm đóng rồi. Cái gì đây? Cái méo gì nó vừa nổ đây đây. Drone à? Hình như là có cái máy phát hiện được cái vị trí anh em ạ. Đây là cái thằng này. Một bé, yes sir, bên kia. Sao mình phát hiện được cái vị trí của quân mình nhỉ? Méo hiểu luôn. Nó bắn nó. Xổi ôi, mày nhé, đi chết. Tí thì tèo em. Ok, chúng ta quay trở lại, Hai bé, hay. Lên nào anh em ơi. Súng 6 nó súng gì nhầm. Súng máy sắp được sử dụng rồi. Chúng ta chỉ cần đủ cái là sẽ dùng súng máy rồi. Tiếp mình sẽ đầy máu, mình dùng súng máy mình bắn sướng anh em ạ. Hello. Qua đây không, súng máy đã sử dụng rồi anh em ơi. Nhưng mà hiện tại Wow. Friendly XS1 Goliath is coming. Một bé. Ui, ba thằng. Oh my god, bốn thằng luôn ạ. Súng máy. Yes sir. Cái này phải bắn à. Cái này mình phải ấn nút bắn anh em, không có ngầm luôn. Méo có ngầm luôn. Súng này méo có ngầm luôn ạ. Hello. Hai súng máy ra khi còn chết luôn đấy. Sợ thế thật.
Đâu nhỉ? Thằng kia cầm robot à? Thằng kia đi robot à? Vãi đạn. Hỗ trợ robot anh em ơi. Đây đây đây, trong này. Ui giời ơi, hết súng máy ạ. What the fuck, súng máy chỉ được dùng cầm một lúc thôi. Không phải lúc nào cũng cầm được đâu. What the fuck? 25-24 à? Bên mình là thắng cứng rồi. Một bé, yes. Té đi em ơi. Để tôi vào tôi bắn nha. Trên kia rất là đông nha. Trong ngoài rất đông này. Nó ở nhà mình anh em ơi. Đông lắm. Kìa kìa trên này. Trời đông lắm ấy. Kìa, chết rồi. Ui, còn lợn nữa. Súng máy à? Bên mình là bên bên nào nhỉ? Bên mình là bên bên đỏ hay sao ấy? Bên thì bên đỏ, không phải bên 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 kia đâu. Vì mình bắn thấy bắn hay hơn cả mình. Bên mình nhiều. Friendly hunter killer drone deployed. Có chết không? Ai chết chưa? Ai chết chưa? Hello, hello. Có một mạng kìa. Mình bắn hay thế à? Hay là bên nó nhỉ? Thắng hay thua? Thắng hay thua nhỉ? Hình như bên mình thắng. Ok, thắng rồi anh em ạ. Victory. Rồi, mình chơi một trận với bạn này nha. Và mình sẽ chơi một trận khác. Cái súng máy đã định dùng mà không được dùng. Buron gáy to. Bắn hay thật. Các EVP. Tai 25 hổ bàn xanh. Bạn này sử dụng cái súng 25. Tai 25. Có lẽ mình sẽ nên đổi súng anh em ạ. Mình nên đổi súng đi. Mình sẽ thoát cái trận này ra nha. Làm trận thôi, làm trận vui vẻ tí tí thôi nhỉ. Thế thôi. Không cần về quá nhiều. Ok. Mình không được ở trong top ạ. What the fuck? Thế thì buồn. Tinh anh. Ok, cho lên tinh anh 2 ạ. Đang đấu hạng đấy. Đấy, đang đấu hạng. Rồi, mình cũng giết được một vài người. Cho lên cấp 21, không có nỗi là quá tệ cho lắm. Để xem ra ngoài xem giết được bao nhiêu người nha. Để xem nào. Hiện tại mình giết được, ôi có 7 người. Trận này tệ thật sự luôn đấy. Rồi rời đội phát. Và chúng ta sẽ trang bị súng khác đi. Nhì. Súng này chán rồi. Hổ vàng xanh. Khẩu này thì sát thương 75, chuẩn xác là 60. Tầm bắn tốc độ khá là ổn. Khẩu nào ngon nhỉ? Có mấy khẩu ở dưới này. M4A này. Khẩu này hơi yếu, chắc mình sẽ trang bị khẩu hổ bàn xanh nha anh em. Rồi, sử dụng tối đa cái này để cho lên cấp đi. Rồi, cái này cũng sẽ sử dụng tối đa thẻ đi. Lên có tí cấp à. Thẻ XP vũ khí. Ui, mắc rồi anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ lấy cái này nhé. Trang bị luôn. Và chúng ta sẽ quay trở lại để lấy cái phụ kiện dành cho nó. Quả ngắm nào ngon nhỉ? Ngắm này ngon hơn nè. Rồi, phụ kiện 1. Cái này sẽ tăng cái tốc độ cơ động lên. Cái tăng độ chính xác lên. Mình nghĩ là tăng độ chính xác hay tăng cái gì? Tầm bắn. Cái này tăng tầm bắn này. 52. Tầm bắn đang hơi thấp. Ok. Mình nghĩ mình sẽ tăng cái tầm bắn lên. 52. Chúng ta sẽ lấy thêm một cái gì đó nữa. Băng đạn. Nạp đạn nhanh. Chúng ta thiếu cái gì? Chúng ta thiếu cái tốc độ bắn này anh em ạ. Chúng ta tăng được cái tốc độ bắn thì tốt quá. Tốc độ bắn không tăng được. Laser sẽ tăng cái độ chuẩn xác. Tốc độ bắn chậm vãi lều. Mình nói như vậy. Ok em ơi, để anh lấy vũ khí vào đã. Tầm bắn sẽ tăng lên. Đấy, lấy rồi. Tầm bắn giảm xuống. Độ chuẩn xác. Ok. Đã xong. Và có lẽ là mình cũng sẽ chiến nhỉ. Mình sẽ có chế độ Battle Royale nhưng mà mình muốn đấu hạng ấy. Mình sẽ muốn mời bạn nào đấy ngẫu nhiên à. Bạn này hôm nay đấu rồi đây. Có những bạn online đây. Ồ, bạn này cấp cao ghê. Mình sẽ chọn một bạn rồi ạ. Mời được không? Mời kiểu gì? Không biết mời kiểu gì luôn. Tạo phòng ngẫu nhiên. Mời bạn. Ok. Xem mời được ai thì mời thôi. Đấy, rồi. Dragon, vào rồi à? Chế độ multiplayer à? Rồi ok.
Bạn đây đấu hạng luôn. Đấy, hôm nay mời đông đông tí cho nó vui vui nhỉ. Nhiều nhiều tí cho vui. Tinh Anh, Tinh Anh, Tinh Anh, Tân Binh. Reagan, bạn em trẻ Tân Binh thôi. Hy vọng là chúng ta sẽ có thể chiến được. Không biết có chiến nổi không đó. Ok, súng này nhìn có vẻ khá đẹp. Wow. Anh em cố gắng nha. Anh em cố gắng, mình tắt cái tiếng anh em nói đi. Tắt ôn luôn. Tắt. Ok anh em, cố lên nào, làm trận thắng nhỉ. Ok. Hạ người chơi phe địch, đội đạt điểm yêu cầu đầu tiên sẽ chiến thắng. Thì chơi cái này nó nhanh hơn cái Battle Royale. Battle Royale nó lâu quá. Lâu vãi cả đạn luôn ấy, nên mình không thích lắm. Ok, lên nào anh em ơi. Rộng vãi lồng. Ui, cẩn. What the fuck luôn, xa thế nhở. 4-1 à, anh em bắn ghê thế. Bắn hay vãi lồng à. Lên nào, lên nào, lên nào, lên nào, lên nào. Bắn đi, trên này, trên này, trên này, trên này. Chậm thế, tốc độ bắn chậm quá. Phản ứng chậm quá. Ui ôi, ôi, what the fuck. Chán thế. Súng này chưa quen. Súng như cái bíp. Chạy chậm quá nhỉ. Nó bắn cái gì ấy? Từ từ từ, chết đấy, chết đấy, chết đấy, còn có tí HP này. Ui hồi ôi, nếu bắn súng này thì thôi vỡ mồm tôi rồi. Đáng lẽ tôi nên dùng cái súng kia thì nó sẽ ấy hơn. Trời ơi, súng này phải bắn tầm gần đấy anh em ạ, tầm xa không bắn được đâu. Chúng ta sẽ móc lốp đằng sau đi hay như làm nào đấy để cho đỡ phế anh em ạ. Phế quá, phế vật quá. 15 à? 15, 12 à? Cố lên nào. Vãi đạn, một thằng đếch bắn được luôn. Vãi lồng ạ, vẫn bị bắn ạ. Vẫn bị bắn chết, ôi. Ở đâu ấy? 18, 13. Đâu ấy? Không biết được luôn. Ui giời ơi, hạ được một bé. À. Ôi hết đạn, hết đạn, hết đạn, hết đạn, hết đạn. Ô hai bé, hai bé, hay quá, hay quá, hay quá. Mù mắt, mù mắt, mù mắt, mù mắt, mù mắt, mù mắt. Mù mắt thật sự luôn ạ. Vãi cả lồng. Cho anh trốn trong mấy cái nhà này. Các bạn rất là khó nhìn thấy tôi nhé. Vãi lồng. Cái này bắn khó quá, cái này bắn xa không bắn được anh em ạ. Khó, rất khó bắn luôn. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Loạn hết cả lên. Bắn đi. Trời ơi, một bé. Ok, 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 ok. Giật điện anh em ạ. Chết mày đi. Hay chưa? Hay chưa? Hay chưa? Hay chưa? Giật mình đấy nhá. Còn 96 viên anh em ạ. 96 và 69 viên. Má đông thế. Hi hi. Ôi giời. Bắn kiểu méo thì vậy, vậy chết tui nhỉ.
Ok, có dê. Lên nào. Mày giờ này à, hello. Anh đứng đây từ chiều đợi chú để vào để bắn mà. À ôi. Phản ứng nhanh. Hay là được cái nhanh. Hay là được cái rất nhanh. Ok, let's go. Hổ vằn xanh. Đâu ấy? Càn quét chiến trường anh em ơi. Mãi lồng luôn. Úi xời ơi, rất được hai bé trước khi đài. Nhưng mà kinh khủng quá, chúng ta đánh bắn sợ vãi lều rồi anh em ạ. Được, dùng cái này thêm à, tìm kiếm cái vị trí cho anh em. Phía trên, chỗ này. À, chúng mày. Ui. Chết mày đi này, nhờn. Ui, thắng rồi, 53-39. Đỉnh cao quá, chúng ta thắng hôm nay thắng 2 trận. Bắn với fan nó khác nhờ. Bắn với anh em, bắn thắng. Sợ. Như vậy là xem cuối cùng là bạn nào hạ gục đây? Aquaman à? Không phải mình. Nói mình có thể hạ gục cuối không? Hơi đáng tiếc một xíu, nhưng không sao. Không vấn đề là gì à, xem ai MVP thôi. Chúng ta đang thăng đại đấu hạng rất là nhanh, rất là thích. Ok, xem nào. Cuối cùng là chúng ta sẽ đang được hạng gì nha. À, ai là MVP ta? Mình giết được cũng khá. Nhưng mà chắc không MVP đâu. Ô, MVP. My god, 1773. Đổi súng phát ngon ngay nhỉ. Lúc đầu chưa quen thôi. Tinh anh 2. Yes. Xem mình giết được bao nhiêu mạng. Ok, chúng ta hạ được 13 mạng. Và rồi chúng ta sẽ kêu mình nhé. Xin chào anh em nhé. Bye bye.